Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đang xem xét cách chức Bộ trưởng cựu chiến binh David Shokin. Ông David Shokin đang phải đối mặt với tình trạng phản đối gia tăng trong bộ này, cũng như các cáo buộc mới cho rằng ông đã thường xuyên cử một nhân viên lo những việc cá nhân cho mình. Theo hai nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump có ý định chuyển Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry sang phụ trách Bộ cựu chiến binh để chỉnh đốn cơ quan này, sau khi ông cho rằng Bộ trưởng Shokin đã bị phân tâm trong công việc. Bộ trưởng Shokin là một trong những quan chức cao cấp hiếm hoi từ thời Barack Obama còn làm tổng thống. Ông đã phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra về việc đi lại cũng như sự lãnh đạo của ông trong bộ cựu chiến binh. Thông tin về khả năng ông Shokin có thể bị cách chức xuất hiện sau khi Tổng thống Trump quyết định cách chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson. Hiện ông Shokin chưa đưa ra lời bình luận gì về thông tin nêu trên.